Ơi, nói chung là có thể được thành tích. Có cậu tám không bắn à? Thì mì ấy cũng nói chung là mình làm cái bài án mình bỏ đỡ. Nó phải có màu nào mà nó có chắc. Đủ ra đây đi kìa vậy. Ừ, đi mà. Ở lại bữa bữa. Ở lại hẳn nguyên bữa chứ. Thì muốn bà bố mà vậy thì tao phải chịu à. Đẹp nhỉ, bánh ra. Mẹ đầu tiên mà đẹp này rồi. Chấm hết rồi. Này đây luôn. Giấm mì gan. Cũng tốt. Cái màu bánh rất là đẹp đúng không? Cái kia nãy nước nó tanh lắm rồi. Cái kia nãy nước nó tanh. Đấy là nó liên quan cái công thức pha chế bột. Xin chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với xưởng sản xuất Phạm Tuyên. Bên em thì chuyên phân phối các dòng máy tráng, máy nướng, cối xay bột, phên phỉ và nhà sấy. Đây là cái máy sấy bên em đã dựng sẵn ở đây để chuẩn bị chuyển đi nhá. Máy thì bên em còn rất là nhiều quý anh chị nhá. Đây nguyên cái lô này là còn khoảng hơn một chục con nhá. Tất cả tủ điện thì em đã làm sẵn ở đây hết rồi. Đây các bác quan sát, đây là tủ em đã làm sẵn hết rồi nhá. Nhiều các bác khách có hỏi thì hôm nay thì em lại giới thiệu thực tế các bác một cái phòng hiện tại em đang sấy đây. Phòng này thì em bật được khoảng nửa tiếng rồi anh chị nhá. Đây. Nhiệt độ trong phòng hiện tại bây giờ đang là hơn 30 độ anh chị nhá. Đây. Anh chị quan sát cái nước nó đang tách ra đây. Nước đang tách ra đây. Nước rất nhiều anh chị nhá. Nước đang tách và được dẫn qua cái ống được dẫn qua một cái ống nhựa 21 này để chảy ra ngoài nhá. Đây bánh đây. Bánh thì rất là dày. Một phòng như này 30 mét vuông thì đang sấy khoảng gần 2 tạ anh chị nhá. 2 tạ. Gồm 2 máy sấy và 8 quạt. Đây, quạt này anh chị nhá. Mọi chi tiết mua sắm sản phẩm thì anh chị có thể liên hệ đến em qua số Zalo 0979 770165 để được em tư vấn và hỗ trợ. Máy thì chạy cực kỳ êm luôn. Hàng trước khi được gửi đến các bác thì em test rất là kỹ. Toàn bộ máy thì được em test thực tế hết như này nhá. Thời gian chạy dài và test thực tế hết rồi mới gửi đến quý khách hàng nhá. Cho nên là anh chị em có thể yên tâm về sản phẩm của bên em. Bánh thì đã đang ráo đều rồi nhá. Bánh khô rất là nhanh. Khô rất là nhanh và rất là đều. Anh chị quan sát cái điều khiển nhiệt độ đây. Đây hiện tại nhiệt độ đang trong phòng là đang là 31 độ và nhiệt độ em đang đặt là 39 độ nhá. Đây là mạch điều khiển của nó anh chị nhá. Anh chị có thể điều chỉnh nhiệt độ theo tùy theo cái phòng của mình. Mình có thể điều chỉnh nhiệt độ từ 30 độ cho đến 50 độ, khoảng rất là dài. Đây đèn xanh này, đèn xanh là đang báo đang máy đang chạy nhá. Rồi xin chào, hẹn gặp lại quý anh chị trong những video tiếp theo. Cái này nếu mà mình muốn chạy nhanh nữa thì mình lại phải tăng nhiệt lên, tại vì vừa nãy là giảm nhiệt. Vâng, thì mới mình cứ chạy này. Mình cứ chạy chậm chậm thôi. Cái loại này là đổ mấy nghìn chị? 2.500 chứ mấy. 2.500 là bánh sống gì? Sống rồi. Đấy, tắt cái công tắc ở trên chốc đi. Đấy, đây đây ngay đây luôn. Được. Đấy, tắt đi là xong.
Rồi hết rồi. Cái này là phải có cái máy bơm anh ạ. Khi xong phát là anh phải rửa luôn thì nó mới sạch được. Chứ bây giờ mà để như này là nó rất là ấy này. Rửa nó tí nữa nó chín rồi nó khó anh ạ.